Rồi mình trước khi mình quay cái đợt cá thì mình sẽ quay sơ lược cho anh em coi cái dàn kiến của mình ha. Dàn kiến này làm được 2 ngăn đó. Đó, mà mỗi ngăn là mình để 1 con đó, 2 con tách rời với nhau chứ không có nhốt chung, nên đảm bảo an toàn con cá không bị tác động vật lý với nhau. Rồi mình tiếp tục. Rồi, mình xả cá cho anh em luôn nha. Thì lên được cá nhà tách này là cá hai nha, cá này mình mới tách gần bữa cuối luôn, mới đem lên bữa cuối để vận chuyển nha anh em. Này là hôm nay thì 7 ngày mai á, cá chưa phơm mình có thể vận chuyển ra tới miền Bắc mới bắt mình. Còn mấy bữa 24 alien thì dòng này thì nó không có nhát anh em Nam thôi nha anh em. Nó vô hôm nay là 22 ngày 22 rồi, quỷ hàng mai ra đi. Hôm nay thì là mình còn có thể vận chuyển ra bắt được đó, của dòng alien anh em tranh thủ đặt cái bữa nay nha. Cái màu mấy bữa sau rồi chỉ có nó không vận chuyển được trong miền Nam thôi, có cá trống mới có màu. Mấy thôi. Con này thì sale cho anh em nha. Alien, ha. Đó, 29.000 đồng giá cho anh em luôn. Thì 70.000 một con nha. Anh em khi anh em đặt 4 con thì mình đây sẽ tặng anh em một con cá tả nhiên nha. Giá 29 cho anh em luôn nha, cho anh em một con thêm một con cá ngẫu nhiên nha anh em. Nói chung mấy con này cực phẩm luôn nha anh em. Cá ngẫu nhiên thì mình sẽ bắt đại cho anh em nha. Rồi thì về anh em phơm lên ha, phơm lên mua 29.000 được mấy con giá rẻ luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn ha. Nói chung rồi đợt hôm nay thì cá rẻ đẹp cho anh em. Có nhiều con săn thì anh em tranh thủ vô đặt. Còn anh em mà vô săn sao là mình báo hết á, tại vì mấy con đẹp đẹp là mấy anh em vô săn nhanh lắm. Con như thế nào thế nào đó anh em dễ mua. Vô săn ví dụ con có 29.000 nè ha. Anh em nhìn con phía sau cúper luôn nha anh em. Nói chung là con bạn mình bán có phía trước thì bây giờ có mấy con săn ở phía trước ha. Con 141 cái gắt cái nền cam ha, cam vàng vàng ha, cam vàng 29.000 luôn, tại vì bữa cuối rồi anh em ơi. Xài ta cá thì anh em con trước thì tranh thủ cho anh em xúc bà săn lựa về chân tết nha. Rồi và anh đây thì anh em không có hủ thì anh em có thể nuôi trong cái ly nước mía cũng được anh em, để anh em chơi tết đó, kiểu anh em chơi tết rất là đẹp, trên mấy con màu tươi tươi sáng sáng anh em. 29.000 nhiều may mắn ha. Hai con này trắng con phía sau á, con phía sau anh em biết sao không, con phía sau á là nó có cái nền cam vàng anh em. Hàng Việt Nam chất lượng cao nha, thì anh em chọn cái mã nào là dao đúng bóc cái mã đó thì nó hơi bị lem cho anh em nha. Đây thì 106 thì hơi cúp bơ cũng dao tầm 7 tầm 7 cho anh em đâu nha, bị gắt là mình bán cá rẻ nhưng mà chắc định anh em tính cho anh em đàng hoàng nha. Mình cam sao cho clip mình sao mình giao y chang cho anh em chúng con có 209 thôi ha. Thì tranh thủ đặt nha anh em, thì anh em nào mà chắc ăn đặt ha, đặt nha cho anh em đặt xong rồi cái ngày 23 cái anh em quỷ là bên vận chuyển tội nghiệp mà đó, tại vì mấy anh em khác vô người ta hỏi cá đi ra ngoài anh em chốt rồi mà anh em sáng bữa sau cái anh em quỷ anh em không lấy hàng anh em. Tội nghiệp mình lắm, với phần một số anh em bơm thì mình á thì tới ngày 27 cá cũng không có lợi nhiều đâu anh em bơm. Tội nghiệp mình ra ngoài Bắc tiền ship nữa nha anh em. Một con cá bằng một bằng bữa nay ship luôn rồi đó, cho nên em mới bơm còn 2 ngày nữa thì anh em bán cá rẻ thì mua được nha. Tới bữa 23 là mua không được nữa. Đó vậy là vui lắm, rồi thì chủ yếu là bán cá qua Tết có giao luôn nó rồi để anh em. Học sinh sinh viên thì anh em nào cũng thêm mua cá đẹp rẻ đẹp cho anh em luôn ha. Đó, nhìn nào cá rất là đẹp mấy con nha, anh em cực kỳ cực phẩm, mấy con này là về anh em chơi chung là rẻ đẹp cho anh em sao cực bơ anh em muốn cúp bơ nền vàng nha anh em. Con nào mấy màu này rất là tươi bơ nha, còn anh em mà muốn coi ghét thì chắc để qua tết này, qua tết thì thấy cái màu luôn cá ra phần mảng rất là đẹp rẻ đẹp cho anh em tốt ha. Qua tết thì anh em lưu ý ha, mua cá này lựa cái ghen nó con phía trước này mình ép cái đuôi nó hơi ví dụ mà anh em đừng ép ngay tết nha, nhiều ông ép ngay tết để đẹp thời gian ăn nhậu gì tùm lum hết trơn đó. Mình chủ yếu là mình bán số lượng mình lời anh em chết sạch luôn á, kiếm về cho nên anh em đừng cà phê ngay tết thôi để qua tết đi. Qua tết thì mình bên mình thì cũng có bán mấy cái phụ kiện này nọ, cái ăn này nọ thì anh em mà chơi gì ăn thì tranh thủ mua thời gian chăm cá trước tết nha, để qua tết rồi tình tại vì trong tết thì không có gì cho cá ăn thì anh em tranh thủ cái đợt này nữa. Là mình viên anh em là nên qua tết giá em ép có một số em nói anh ơi kiếm em con máy để em ép ngày tết kiếm cho em đợi nha, ngày tết mà ép cá để tới tết rồi là mình để chơi cho cá chơi này nọ chứ đừng có ép cá nha mấy anh em ơi. Này phiên chân tơ này cũng rất là đẹp nè, có ghiền quá thì để qua tết ha, bị nét luôn cái tấm bán sao mấy con này cũng rất là đẹp ha. Thì anh em nào săn săn nhà nào săn ghiền này thì qua tết thì mình sẽ bán máy cho tết giờ này thì mình sẽ bán cho anh em chân đó thấy con phía sau không ok không cúp bơ rồi mà giờ mà anh em mà nói chung mấy con này về anh em phơm là nó phơi mèo không có bán máy đó. Máy thì anh em nào muốn cần anh em phơm thì dưỡng qua tết từ cái tết tự dưỡng qua tết thì mình cũng có luôn, thì liên hệ với Zalo tham khảo với Zalo mấy kênh khác thì nó bán cá phun mèo là gặp bán cá phun nha.
cá to anh em ha. Nhiều khi anh em nhắn lên Zalo mình trả lời không kịp thì anh em cứ gọi trực tiếp cho mình ha, bữa nay không vài bữa sau lại cho anh em nhanh. Ở qua đây mấy con coi ghép cũng rất là đỉnh trong đỉnh này ha, nói chung là coi ghép là giá học sinh sinh viên luôn đó. Con này phía trước bự nè, bụng bự rất là đẹp, con phía sau thì hơi cúp bơ gòn đỉnh nè, con phía sau thì hơi nhỏ nhưng mà được cái cúp bơ là tùy chỗ đó đó anh em, gì đó cũng ok. Vậy vậy anh em lựa vô con nào hợp túi tiền đó. Nói chung là cái hàng vàng này lên giá cái màu vàng khó lắm anh, lâu lên mà nói đợt còn đột mấy đầu trắng trắng tết này anh lên một cá đẹp quá trời luôn, vàng lên chưa có tiền lì xì khó lên nên em chưa có mua được. Còn phía sau thì nó bởi vậy tương đối thôi, lên cũng nhẹ thôi. Còn phía trước thì mình lên vàng nhiều giảm giá 29.000 chứ anh em mềm cho anh em luôn, anh em nhìn không em cá này nấy là nhìn rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó này nói chung là mình rồi qua lên 156 cũng ok nè anh em, màu rất là tươi ha, bông bông ngày mấy nói chung mấy con bông bông này chưng tết cũng rất là tươi và sáng. Em nào mà có coi cái kênh mình ha, anh em biết thì anh em nên chưng những màu sáng để chưng cái màu tối tối nha anh em, xám xám như kìa, làm ăn công chuyện làm ăn thì mình cũng phải lâu lắm rồi tươi sáng rồi bán cá này cỡ 3-4 năm rồi, tại cái kênh 30.000 lượt rồi. Con phía trước thì nó chưa khuôn mặt bay màu nó nổ đốm rồi, nhưng mà thấy nó sụp ok chính sách của nhìn nó nhìn cá chép nên mình bị bay màu với anh em, mình mới tạo ra cái kênh mới cho anh em. Hai con này khuôn mặt đỉnh tại kênh mới này cũng phía trước hay bị đỉnh tiến bán 60.000. Anh em nào mà yêu quý mình giờ thì anh em cho mình một cái like, một đăng ký, subscribe lại ha. Cá săn lắm anh em nào câu anh em thì anh em like để cho cái clip của mình anh em nó đẩy lên xu hướng anh em. Rồi mình cảm ơn đẹp anh em ơi. Đó, anh em mua cúp bơ này kênh luôn bé lâu nay nha. Thì cái đợt này á mà anh em nào mà mua đơn giá 100.000 đi, sinh viên hai con cho hai con cá ha. Vậy đi. À, vô, nhất rồi mình không có gì vừa bán cá ghẻ mình tặng thêm anh em để làm kỷ niệm này nọ ha. Thì anh em nào mà có mua đơn trên 100.000 đó thì mình sẽ tặng anh em thêm cá nha. Coi ghét nhìn nó trước ha. Màu đỏ ha, đỏ chói luôn. Chứ anh em đừng nhất mua một con màu đỏ này nè. Phía sau thì anh em mua nền cá. Chứ mình bán không có lời nhiều nữa thiệt. Con cá mà bán trên 9.000 mà quay từng con chi tiết như thế này á. Rồi clip của mình đến đây xin dừng, xin chào được. Gặp lại các bạn ở video tiếp sau nha. Để anh em cho anh em nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những được rồi ha. Đẹp sao nha. Rồi bye bye.